con đâu rồi? Bố con đâu? Bố con đâu? Bố con đâu? Mấy đi con. Thì nói bố con chết rồi. Chào cô, thì sau cũng 30 tiếng hơn, con cũng đưa anh Quang về tới nhà rồi. Thì con không biết cô là sao với lại anh Quang à? Tại đi từ lúc từ ở Bình Dương vô tới đây thì thấy gia đình đang bối rối quá nên con không có dám hỏi tới. Dạ, thì cô có thể cho con biết được mà. Thì cô với nhà cháu Quang này thì là bên suy ra. Dạ. Bên suy ra nhà cô, bên suy ra trai thì là bà, mẹ của cháu Quang này thì là bà bác. Bác gái, yeah. Bác ruột. Thì trong khi lúc cháu mà bị tai nạn ấy, trước khi cháu vào đây thì là thấy nhà hoàn cảnh nghèo quá. Cái cô vào Bình Dương thì cô Tân Uyên Bình Dương đấy, ấp Bình Cơ, xã Bình Mỹ, huyện Tân Uyên Bình Dương, thì cô được người giới thiệu vào để nấu ăn cho chuyên gia. Thì cô thấy công ty có công ăn việc làm á. Thì ở quê nhiều, rất nhiều người nghèo khổ, không có công ăn việc làm. Thì các cháu nó hỏi bảo cô ở trong ấy có công ăn việc làm, nó xin hộ con. Thì cô cũng bảo ở đây, cũng ông chủ bảo là vẫn nhận người đấy các cháu, nếu mà cảm thấy làm được thì vào làm, cô xin cho. Thì cô cũng nói thật với các cháu là không có ai được như cô. Nói thật là thế, cô xin cho cô kiếm phòng trọ cho 40 người ở cái làng này vào đấy làm. Dạ. Công ty 1, công ty 2, công ty Minh Huy ấy nha. Dạ. Công ty Minh Huy. Thế cô mới xin cho từng người một để làm giấy tờ vào công ty. Ở làng người ta không biết làm giấy tờ như thế nào vào đấy. Cô xin hồ sơ đi đóng dấu với từng người tìm phòng trọ.
nắng chang chang cũng đi tìm cho các con các cháu. Yeah. Cô đi làm để giúp cho bọn cháu, bọn con bọn cháu ở làng, chứ không phải là cô giúp để cô lấy hoa hồng hay là cô lấy cái đồng tiền nào của các con các cháu. Yeah. Cái đấy là cô nói thẳng. Yeah. Mà công ty cũng cô cũng không cần công ty phải cho cô một cái gì hết. Đó. Yeah. Cái đấy là phía trước mắt. Còn sau khi cháu làm được hơn một tháng trời, thì chưa được 2 tháng đâu, thì lúc cháu ngày giỗ tổ đấy, thì cháu giỗ tổ Hùng Vương đấy, thì cháu xin công ty là đi về sớm, thì đi có đi chơi với bạn, thế là cũng chắc là cũng nhậu một tí rượu gì đó, thế là lúc đi ra về bạn đi đón vợ còn tăng ca, thì là cháu lại không quay cái đường đấy. Nếu mà đi cái đường này để đón vợ thì là chắc lại không sao, cái số phận của cháu như thế. Cháu này vòng ra đường này để đi đèn xanh đèn đỏ mới lại ngoạch lại cái đường cũ. À, là bình thường là đi đường đó mà bữa nay không đi. À, bữa nay không đi lại tự nhiên đi hẻm xong lại ngoạch lại như thế này. Dạ. Thì là thằng bạn nó đi về phòng nó, thì nó đi ra đường xanh đèn đỏ là đường của nó là đường đúng. Thì là nó đến đèn xanh đèn đỏ thì nó dừng đèn đỏ, thì thằng này đi sau thì không để ý. Thì đâm vào đít xe của thằng bạn. Dạ. Thì tự thằng này khắc đâm cháu, không may thì cháu ngã, thì từ lúc đấy là đi lên bệnh viện Tân Uyên, xong lại chuyển lên Bình Dương được một đêm. Thì cô lên đấy thì bác sĩ bảo là cũng rất là nặng nhưng mà chắc là không qua khỏi, cũng nói thẳng thế. Bác sĩ báo là anh Quang bị gì cơ cô? Bị chấn thương sọ não. À, chấn thương sọ não. Lúc đấy là mắt lờ đờ hết rồi. Dạ. Thì ở đây thì cô chỉ có cô với là biết chạy trọt cho cháu, thế đâm ra là cô phải đứng lên làm từ cái thủ tục viết gì ở trong bệnh viện cùng với vợ cháu thì không biết cái gì nữa đâu. Yeah. Thì đấy, bây giờ xong là đi lên xe taxi để lên bệnh viện á, lên bệnh viện làm thủ tục lấy xác ra đấy. Thì trên xe cô tìm những nhà từ thiện đấy. Cô tìm rất là nhiều, xong lại nhờ tài xế nói là để con tìm hộ cho cô tìm tìm gọi mấy chỗ không được, người ta không bắt máy, với cả cô chỗ thì bảo là người ta đang đem xác về quê á. Yeah. Người ta đi không có ở nhà, thế người ta lại cho số của bọn con. Thì lúc đấy thì cô mới gọi cho chú Sang nhỉ, chú Tám Sang nhỉ. Dạ đúng rồi. Thế tự nhiên may quá, thế nào mà lại cháu Quang lại được chú yeah. Tám Sang lại nhận lời, thế là lại cho số của con là của con nhỉ. Cái lúc cô gọi là con nghe cái điện thoại của cô, cô gọi hotline là con nghe. Thế là may quá thì lại các con lại nhận lời với cô, là xong cô mới bảo cái ông taxi là bảo là có người nhận lời rồi, thì để xem như thế nào. Thì cô bảo các con là đến cái bệnh viện á, thì cô mới trả lời con, bởi vì là họ thì nói là sợ không đem được xác ra. Thế cái anh lái xe ấy bảo là không sao đâu, ở đây kia nhà bác Tân Sang này là có thể lấy xác ra được. Yeah. Mà không tốn một đồng nào. Yeah. Đó, cái đấy là có thật. Cái đấy là thì cô cũng rất là tin. Yeah. Thế đến lúc vào bệnh viện biết làm sao, ai người ta cũng bảo là cô tìm chạy hòm chưa hay như bảo không, tôi có người từ thiện đến để từ thiện giúp những người nghèo khó khăn. Thế là họ bảo là về tận đâu, bảo về ngoài Bắc, bảo ở đâu, ở Yên Bái, Lào Cai. Bảo cái này tôi không tin. Chính người ta nói với mồm mấy cô đấy, bảo là cái này người ta không tin. À, không tin là có xe đi về ngoài, tới ngoài này. Ngoài đấy luôn, chưa bao giờ thấy có xe nào về ngoài tận đấy, chỉ có đến miền Trung đổ lại thôi. Thế cô mới bảo là có người người ta gọi điện, bên từ thiện người ta gọi điện hay hỏi là bên từ thiện nào, thì cô lúc đấy lúng túng, cô cũng không biết là tên là gì đâu. Cô không biết. Thì cô bảo là chắc người ta không có lừa đâu, người ta giúp là người ta nói, người ta giúp người ta gọi mấy lúc đấy là con cũng gọi cô mấy cuộc đấy. Yeah. Cô bảo là thế, mà là thế thì chắc chắn rồi. Cô mới gọi về quê nhà cháu Quang này, cứ khóc kêu gào lên bảo là không biết làm thế nào, cô ở trong mới giúp đỡ họ tôi với. Đấy, nghĩa là phải nếu mà không vay mượn được thì bà ấy sẽ đi bán đồi quế. Bán đồi quế để gửi tiền vào. Thế cô mới bảo là thôi chị cứ để yên, để em từ giờ đến chiều
em chạy trọt như thế nào được người từ thiện người ta giúp đỡ thì càng tốt. Bây giờ chị không có cái gì mà tự nhiên đi bán đất bán đồi xong là lúc đấy là đi vay mượn thì lấy ở đâu mà trả nó. Thì trụ cột gia đình thì cháu lại chết mất rồi, có hai đứa con nhỏ, vợ thì lại đang mang thai 6 tuần đầu. Vợ đang mang thai đó. Là anh Quang có biết là vợ đang biết biết vào trong Bình Dương định bỏ đi, thế cô mới bảo là bây giờ nó 6 tuần rồi con để mà nuôi chứ không không bỏ như thế được tội lắm. Nghe vợ chồng nó lại nghe nó lại để không có là bỏ rồi đó. Thì bây giờ cô cũng không biết nói làm sao được nữa, nên cô mới ai ở làng cũng bảo là thế về hết bao nhiêu tiền, cô bảo là bác tám sang bên từ thiện đấy, các con các cháu ở trong ấy bảo là không mất đồng nào hết, các bác ở ngoài thì cứ yên tâm. Xong rồi người nhà lại cũng lúc mà lấy xác ra cứ gọi bảo là xe về đến thì hết bao nhiêu tiền, bảo là người ta bảo không mất đồng nào, người ta giúp đỡ mình cùng hoàn cảnh khó khăn nên cả nhà mới yên tâm. Yên tâm bảo là sao lại cô lại tìm được những cái người sao tốt thế. Nói chính con gái cô nha, bây giờ nó đăng lên trên mạng đấy, nó khen bên từ thiện bọn con quá trời, bao nhiêu người bình luận nói bên Bắc Giang á, Bắc Tân Giang là công nhận là quá là tốt. Xong là ai người ta cũng bảo là lấy xác ra hết bao nhiêu tiền. Thì như người khác, cô thấy những cái bệnh viện lớn á là lấy xác ra toàn là 10 triệu hơn 10 triệu. Là có thật. Cô cũng sống ở trong Sài Gòn này cũng rất là lâu rồi. Xong là con cô nó cũng hỏi là hôm mà cái anh ở công ty đó, công ty Minh Huy lên mà giao tiền đó, ủng hộ tiền đấy, cũng hỏi là hết bên công ty có ủng hộ hỗ trợ gia đình. Ủng hộ là ba công ty, tức nghĩa là công ty 1, công ty 2, công ty 3 là ủng hộ gia đình là hơn 30 triệu. Cái này là cô đang cầm, tí nữa cô sẽ trao cho mẹ cháu Quang. Nghe xong là người ta bảo là lấy xác ra hết bằng cái tiền, thì này vợ này lại khóc bảo là cô ơi, ai cũng bảo lấy xác ra hết nhiều tiền, bảo không, bác ấy bảo là lấy, nếu mà bác ấy đã làm là không mất đồng nào. Con cứ yên tâm, không mất đồng nào. Thì bên con thì làm tất cả là miễn phí, hoàn toàn miễn phí, với điều kiện là cho bà con nghèo hoàn cảnh khó khăn. Đúng rồi. Thế bác Tám Sang mới bảo cô là có hộ nghèo không, có sổ hộ nghèo không á. Thì nói với cô thì cô hỏi ở ngoài này thì bảo là nhà thì lúc trước hộ nghèo nhưng bây giờ cắt mất 2 tháng rồi. Cắt hộ nghèo mất 2 tháng rồi, cô bảo là cô cũng nói với bác Tám Sang là bây giờ người ta cắt hộ nghèo mà. Xong bác ấy bảo là gửi hình ảnh của nhà gia đình nhà đấy cho bác ấy xem. Thế cô mới gửi, cô nhìn trong hình ảnh nhưng mà cô cũng không hay ở nhà, không biết nhà này là vẫn là hồi xưa ấy, cô tưởng là thay rồi. Nhưng hóa ra là vẫn là cái nhà này, nên cô bảo là trời ơi, nhà sao nghèo này sao lại cắt cho hộ nghèo của người ta đi, không biết làm thế nào. Cái đấy thì cô cũng không hiểu nữa, bởi vì nhà quá nghèo. Bây giờ cô cũng thay mặt gia đình cháu Quang với mẹ cháu Quang từ trong Sài Gòn ra đến đây, Bình Dương ra đến đây thì các cháu quá là nhiệt tình. Đi xe còn đói còn không biết dừng để ăn cơm nữa, cô còn cứ nhắc vợ cháu Quang bảo là gọi cháu hai cháu dừng để ăn cơm đi, không có sợ đói. Nhưng mà cô nghĩ là đến Hà Nội sẽ bị kẹt xe thì các cháu chạy cố, tức nghĩa là qua cái chỗ kẹt xe đi thì mới ăn uống gì mới ăn, thì lúc đấy là cô rất là biết. Bởi vì là cô rất là cảm ơn bác Tám Sang với cả các con ở trong đấy, đội thiện nguyện của Tám Sang đó. Và cô cũng thay mặt gia đình cháu Quang là mong các bác ở trong đấy, bác Tấn Sang này với Tám Sang này với các cháu, các con này, các cháu làm thế nào mà giúp được rất nhiều người hơn nữa như thế này thì bọn cô rất là mừng và rất thấy cảm ơn và cảm động. Cô
em không biết nói gì hơn, bây giờ chỉ biết là cảm ơn bên Bắc Tam Sang và bên từ thiện, bên bộ từ thiện của các con thì quá là tốt. Con cũng nói chung là thì tụi con cũng là làm tròn cái nhiệm vụ đó, tụi con cũng là cái nhịp cầu nối giữa mạnh thường quân với lại bà con nghèo. Đúng rồi. Dạ. Thì đó thì hôm nay thì tụi con cũng đưa anh Quang về tới nhà. Tụi con không biết hai đứa con gái của anh Quang, con nãy giờ con không biết, cô có thể chỉ giúp con được không? Có, vừa nãy quay rồi mà. Quay rồi. Có quay rồi đúng không? Dạ. Thì giờ cũng tan ra xíu à, đứa con lớn thì 4 tuổi, còn đứa con nhỏ thì mới 10 tháng à. Dạ. Trong bụng bây giờ đang mang thai đứa thứ ba nữa. Dạ. Thì giờ gia đình giờ tan ra cũng hơi bối rối, con thì không có phỏng vấn người nhà được. À, gia đình giờ bối rối quá nên con không có vô được. Thì thôi cô cũng cho phép con thay mặt chú Tám Sang với lại mạnh thường quân trong và ngoài nước gửi lời chia buồn đến là gia đình. Rồi cũng cầu mong cho anh Đặng Văn Quang sớm được siêu thoát. Dạ. Cô cũng cảm ơn, rất cảm ơn những tấm lòng hảo tâm nè, tất cả trên cả nước. Làm thế nào mà ai cũng có một tấm lòng như thế này để giúp đỡ bà con nghèo. Chỗ nào nghèo thì các con sẽ tới. Không kể đường xa xôi hay là như thế nào, các con cũng rất là nhiệt tình, với bác Tám Sang cũng rất là nhiệt tình. Thế đi đường cô mới hỏi các con có sợ đường xa xôi không, các không, con bảo không, không sợ. Con tranh thủ đang đưa lên cổ của anh về nhà càng sớm càng tốt. Dạ. Thì không sợ đường xa xôi thì cô cũng thấy những tấm lòng cao cả của các con là rất là tuyệt vời. Dạ. Cô không biết, đúng là không biết nói gì, không biết cảm ơn thế nào để cho hết được. Dạ. Mong các mạnh thường quân giúp đỡ nhiều hơn nữa với thiện nguyện của bác Tám Sang. Dạ. Hội của bác Tám Sang ấy. Dạ. Cô cũng xin cảm ơn. Cô cho con hỏi là không biết sau khi cái đám của anh được diễn ra thì không biết vợ của anh có quay vào lại Bình Dương để tiếp tục làm không, hay là cô bây có giờ, cô biết cái... cô cũng không biết được nữa, bởi vì là bây giờ đang có bầu. Yeah. Thì chắc là hôm qua đi lên trên xe cô cũng nói, cô bảo công ty người ta thấy như thế, ông chủ thì người Trung Quốc, người ta cũng rất là tốt, người ta quyên góp cho lúc mà đi viện cũng quyên góp rồi. Lúc bị mất người ta cũng đứng lên quyên góp, chủ cũng cho rồi quyên góp cũng được mấy chục triệu đó. Thì cô có hỏi là xong đám chứ thì có vào làm để lấy tiền nuôi con không, nó bảo bây giờ con thì con chưa biết, con thì đang có bầu. Thế cô mới nói là nếu mà có bầu con cứ đẻ đứa này đi, nhưng mà ở nhà cho con lớn khoảng 1-2 tuổi đó thì để lại cho mẹ nuôi, nhưng mà vào đấy thì cô sẽ xin cho những cái chỗ nào mà nó làm nó không phải ấy lắm thì để cho cháu nó làm cho cháu nó yên tâm. Chứ cô cũng trong hoàn cảnh như này cô cũng thương lắm. Biết vợ anh Quang đâu rồi ta, vợ anh Quang có tâm quá, đang ngồi trong em. Dạ thôi. Cũng bớt bớt bối rối rồi. Giờ mời cả nhà vào trong. Dạ. Thì con ơi, cô vào trong đi. Cảm ơn bác Tám Sang nha. Dạ dạ. Rồi cảm ơn các con. Giờ hai anh em sẽ vô gặp chị là vợ của anh Quang để hỏi thăm sức khỏe nha mọi người. Em sao lại không biết chưa có chồng rồi đứng nhà bên này được. Đây là con gái hả chị? Nói chuyện rành chưa? Con chào chú đi. Chào chú đi con. Con lạ. Bố con đâu rồi? Bố con đâu? Nói đi con. Chị nói bố con chết rồi. Thì nói chung thì hôm nay em với lại anh Tim đây cũng đã đưa cụ anh về tới nhà. Thì em cũng thay mặt với
sàng cũng như mạnh thường quân trong và ngoài nước gửi lời chia buồn với lại gia đình, cầu mong cho linh hồn của anh sớm được siêu thoát. Thì em không biết là dự định của chị về sau là mình có, sau khi cái đám của anh diễn ra thì mình có vào lại chỗ làm việc của mình không? Chắc là phải vào lại, vì là công an còn gọi mình vô á. À, công an còn gọi mình vô à? Rồi, công an còn gọi mình vô để làm cái xe, vấn đề xe, giải quyết xe á. Dạ. Thì cái đấy mình cũng chưa biết bao giờ công an nó gọi thì mình vô à. Dạ. Thì trước mắt bây giờ thì anh cứ chị ráng lo cho anh một cái đám chu toàn. Thì nãy cũng nghe cô mà đi chung với chị qua nay á nói là chị hiện tại là đang có mang, đúng không? Đúng không? Dạ. Thì giờ cũng con người đang có mang thì chị cũng ráng giữ gìn sức khỏe, ráng còn lo cho hai đứa cháu nhỏ với lại một cái mang trong bụng nữa. Thì em cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết chia buồn lại gia đình, cầu cho gia đình mình sớm vượt qua cái nỗi đau này. Dạ. Dạ. Thôi thì em cũng thay mặt gia đình cảm ơn đoàn từ thiện mình đã hỗ trợ gia đình em đưa Linh Kiều Anh về nhà. Vậy em không biết nói gì hơn, chỉ mong gia đình mình lúc nào cũng luôn làm tốt nhiệm vụ của mình. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Đây là cháu nhỏ hả chị? Đúng rồi. Đây là bà nội hả? Bà nội. Bà nội hả? Mẹ chồng. Mẹ chồng hả? Dạ. Con chào bà. Dạ. Tại bà có làm gì không? Bà không làm gì thì đi ra ngoài làm, chuẩn đi làm thì bà nuôi hai đứa này. Ở nhà nuôi hai đứa cháu thôi hả? Dạ. Vậy thôi con bữa nay cũng đã đưa anh về tới nhà, con cũng chia buồn với gia đình. Dạ. Thì tuần nữa cháu này được mấy tháng rồi chị? Gần 1 tuổi, 30 tháng 4 này 1 tuổi á. 30 tháng 4 rồi đó, tròn 1 tuổi rồi. Đúng rồi. Con vừa tròn 1 tuổi 3 rồi. Rồi xe cậu là giờ công an còn giữ bên đó hết. Đúng rồi, xe cậu là công an còn giữ. Dạ. Thì lúc hôm mà làm thủ tục nhận xác thì mấy anh bên công an có bảo là tới ngày đó là vô, tới lúc nào mà ông gọi, mấy ông gọi thì mình lại vô để làm cái giải quyết cái vấn đề xe kia xong á. Thì bắt buộc mình phải lấy cái xe kia ra ngoài đó rồi xong mình làm gì làm. Dạ. Dạ. Hôm bữa mà anh đi nhậu á, chị có hay không? Không, tại vì mình đang lên ca. À. Mình lên ca đến 10 giờ mới xuống. Còn ổng thì xuống ca 4 giờ chiều. Thế là ổng đi nhậu thì mà 9 giờ ổng có gọi là có cần rước không. Thì bảo là thôi anh nhậu xỉn rồi không rước nữa đâu. Anh về phòng ngủ đi rồi em đi về ghé người ta không được. Nhưng mà mình không biết được là ổng có đi rước hay không. Thì đến lúc mà 9 rưỡi á thì thấy công an giao thông lên. Ổng công an giao thông lên công ty gọi mình bảo là người nhà bị tai nạn đã, bây giờ đang ở phòng khám Tâm Phúc. Thì mình lên người ta đã chuyển sang bệnh viện Tân Uyên. Thì lên bệnh viện Tân Uyên mình chỉ đúng kịp đóng cái tiền viện phí, tạm ứng viện phí á. Đóng xong một cái nó lại chuyển sang bệnh viện Bình Dương luôn rồi. Dạ. Năm 12 Bình Dương luôn rồi. Cái anh mà đậu ở đèn xanh đỏ là bị anh Quang đụng á, không biết bên đó có bị sao không kìa? Không, anh ấy chỉ bị sướt một xíu thôi. Bị sướt một xíu thôi hả? Dạ. Anh không bị sao hết, anh chỉ bị sướt một xíu thôi. Dạ. Cũng là người bạn làm chung luôn hả? Bạn làm chung, người cùng một xã nhưng mà anh ở thôn trên, mình ở thôn dưới. À, anh đó hiện tại giờ có mặt ở đây không? Không, anh ấy đang ở trong Bình Dương, đang làm. Đang làm trong, không có về đây được. Dạ. Tại vì cái này cũng hình như là do ông xã mình sai, gì là ông xã mình tông người ra thì mình cũng không nói được trước cái đấy. Yeah. Cái đấy thì đến lúc mình vô mình làm việc với bên cảnh sát hình sự với lại bên cảnh sát giao thông mình mới hiểu, mới biết được. Yeah. Giờ thì nó chỉ kêu mình là thôi nhận xác về để làm mai táng trước, xong rồi xong hết rồi thì nó mới gọi mình vô để mà giải quyết cái vấn đề xe. Yeah. Gia đình mình được mấy anh chị em chị? Bên nhà chồng là 4 anh chị em. Bên nhà chồng là 4 anh chị em. Tại chị ở bên chồng luôn hả? Dạ. Chị lên Bình Dương làm được bao lâu rồi? Vô hôm chưa được hơn 1 tháng rồi, đúng hơn 1 tháng rồi. Cái xe đó mua là chưa được 1 tháng luôn á. 28. Mua 28 tháng 3 mà 20 mấy đã bệnh rồi. Dạ. Thì thôi không biết chị có thể đọc số điện thoại của chị để có thể với mạnh thường quân trong và ngoài nước, hay là tất cả lòng hậu tâm á,
ở khu vực miền Bắc hoặc là tất cả cả nước có thể điện hỏi thăm mình hay là đến thắp cho anh một cái nhang, đến thăm gia đình, thăm hai đứa cháu, thì mình có thể đọc số điện thoại mình trên clip được không ạ? Được ạ. Dạ, vậy chị vui lòng đọc lớn giùm em nha, đọc chậm lớn. 039. Chị nhìn thẳng vô màn hình, chị đọc chậm lớn. 0394504743. Chị đọc lại giùm em một lần nữa. 0394504743. Chị tên là gì ạ? Kiều ạ. Chị Kiều. Dạ. Thì quý diễn giả, số điện thoại mà được chạy trên màn hình đó là số điện thoại của chị Kiều. Thì như quý diễn giả như mạnh thường quân trong và ngoài nước có lòng hậu tâm hay là có những lời nào đó muốn gửi đến cho gia đình anh chị thì vui lòng liên hệ trực tiếp số chị Kiều đã được chạy trên màn hình. Rồi thì bây giờ chắc cô xin phép chào gia đình, con quay về lại Sài Gòn. Sao anh ở lại anh cơ? Dạ được, tụi em quay về lại Sài Gòn. Dùng con gia đình hôm mai được vô, hôm mai được đi vô. Dạ được bà, tại tụi con phải quay về Sài Gòn gấp, tại tụi con về trỏng là còn những ca khác đang chờ tụi con nữa. Bà rất cảm ơn dạ. Hai con nơi lấy lời cảm ơn tôi, bà không đáp được cái gì cho các con nữa. Dạ không có gì đâu bà, ráng giữ gìn sức khỏe nha. Còn lo cho hai đứa cháu nữa, phụ chị lo hai đứa cháu, hai đứa cháu còn nhỏ còn tội lắm. Dạ vậy con xin phép tất cả gia đình nha. Ừ, là ăn cơm đó em. Dạ dạ rồi, bây giờ em ra em đốt cho anh cây ngang cái. Bao nhiêu ngày để đến chung với gia đình chưa có lời cảm ơn, có lời cảm ơn với anh em. Dạ. Thì bây giờ con sẽ xin phép đốt cây nhang cho anh Quang. Anh là anh cả dạ của anh Quang. Rồi cũng thay diện đại diện của hội thiện nguyện BDS cũng chia buồn đến gia đình. Đốt cho anh Quang nén nhang lần cuối. Trước hết là gia đình, tôi thì vừa là đại diện gia đình, vừa là bí thư đảng ủy xã, là ông vợ cậu của cháu Quang. Trước hết là cảm ơn đội thiện nguyện của Tấn Sang cũng như công ty đã tạo mọi điều kiện cho cháu Quang, đưa cháu Quang về đến tổ tiên bố mẹ. Thì đến giờ phút này thì gia đình là rất là cảm ơn, cũng không biết nói câu gì để hết được những tình cảm của đội thiện nguyện của bác Tấn Sang cũng như là công ty và những nhà hảo tâm đã tạo mọi điều kiện cho cháu chúng tôi về được tổ tiên bố mẹ anh em họ hàng. Đấy, giờ phút này là vừa là thay mặt anh em lãnh đạo địa phương cũng như là gia đình xin cảm ơn và chúc đội thiện nguyện bác Tấn Sang cũng như công ty sẽ làm được nhiều việc từ thiện hơn nữa để cho mọi người, những hộ gia đình còn khó khăn như gia đình nhà cháu Quang, hoàn cảnh gia đình là rất là khổ. Nên bây giờ hiện nay để cháu để bây giờ có hai đứa nhỏ, bây giờ gửi cho bà nội một mình, bà nội cũng rất là vất vả khổ tâm để nuôi một đứa bé một tuổi, một đứa bé cơ ba tuổi đấy một mình rất là cực kỳ. Và hiện nay là còn vợ cháu Quang lại có bầu 6 tháng nữa, cũng là một cái rất là khó khăn cho bà. Thế thay mặt để anh em lãnh đạo địa phương với gia đình là rất là cảm ơn tấm lòng hảo tâm mà tiếp tục
kêu gọi các nhà hảo tâm tiếp theo để giúp đỡ hoàn cảnh đặc biệt của gia đình của cháu Quang. Hiện nay là mỗi mình mẹ một thân với cháu là nuôi hai con nhỏ và chuẩn bị cho một cháu ra đời nữa, là đây là một cái điều kiện còn cực kỳ khó khăn nữa. Thì rất mong là các nhà hảo tâm trong nước cũng ngoài nước là đến với cháu Quang của tôi, thay mặt gia đình và anh em lãnh đạo địa phương là xin cảm ơn tình cảm và các bác các anh và đội thiện nguyện của bác Tấn Sang cũng như là công ty của cháu Quang đã đưa cháu về đến gia đình và cho địa phương xin cảm ơn. Thay mặt họ thì mình BDS thì cũng xin đốt cây nhang cho anh Quang và cô cũng xin hai đêm về ở Sài Gòn. Vậy tôi thì mặc dù là điều kiện thì gia đình rất khó khăn, thì đến giờ trưa tối bữa cơm rồi thì gia đình cũng có một bữa cơm nhạt, thế mời các anh trong đoàn với tất cả bà con đến giúp cùng ăn bữa cơm nhạt với gia đình. Rồi thì cơm chia buồn nhé. Dạ. Xin bé thấy xuống một đôi chân này xuống một chè gà qua này để xin bé thấy là Quang ơi. Đây đây con dọn xe cái, con dọn cái xe cái. Đây con để đấy con xe rồi chứ. Con tình không. Dạ dạ. Hả là lại. Được chưa? Được. Dạ. Dạ rồi thôi anh em về. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn mấy ông quá bà. Dạ. Dạ thôi cô được nhé. Dạ về luôn rồi. Dạ thôi cô được rồi cô. Dạ. Không đi đường sợ là kiểu đường nó không. Dạ dạ. Là ba mơ. Dạ. Dạ. Em gia đình em thay mặt gia đình ý cảm ơn các anh ở trong đấy, mà gia đình em có gì sai sót thì các anh bỏ qua cho gia đình. Dạ em. Không có gì đâu chị. Vâng. Dạ em cảm ơn. Vâng. Dạ dạ. Cảm ơn. Dạ. Chúc các anh lên đường may mắn. Dạ. Lái xe của bây giờ về thẳng à. Không. Dạ không. Dạ không, con không có nhận được bà. Không không không. Là đi đường mua nước. Dạ không, dạ không. Anh thường biết để đi đường mua nước uống anh ạ. Dạ không, cái này là tụi con giúp cho bà con nhận, tụi con không lấy thẻ. Bà cứ giữ lại lo cho gia đình. Ok. Cũng đi ăn là cái chỗ là nó đang ăn nó đang. Gia đình cũng biết là thế này nhưng mà mong là để gọi là cô vào à. Dạ không, rồi chứ không sao đâu, tụi con không sao. Gia đình cứ giữ số tiền để lo cho. Dạ cái số của con. Dạ rồi thôi gia đình rất là cảm ơn xin. Dạ với thầy khoảng thời gian là 30 tiếng hơn bác chơi 30 tiếng đúng 30 tiếng luôn. Đúng 30 tiếng luôn là thì tụi em cũng đã đưa anh Quang về tới nhà và cũng đã xong xuôi nhiệm vụ. Thì bác chơi có cảm nghĩ gì với hoàn cảnh này bác chơi?
chung là câu chuyện của anh Quang, chị Kiều cũng như gia đình nạn nhân thì sau câu chuyện này thì em cũng chia sẻ đến quý vị khán giả là đừng uống rượu bia khi lái xe, thì những hậu quả khi uống rượu bia sẽ khó lường lắm cả nhà. Nói thiệt rất là đáng tiếc, gặp hoàn cảnh của hai chồng anh chị này thì khá là tội nghiệp. Hai đứa con còn nhỏ phải gửi nhà cho bà nội chăm. Một đứa thì tháng 4, 30 tháng 4 này là tròn 1 tuổi, còn một đứa thì 3 tuổi. Còn một đứa nữa đang nằm trong bụng mẹ được 6 tuần. Chung là thấy rất là tội cả nhà. Thấy vô và khi mà xe chở Quang về vừa tới cổng nhà thôi, đường xuống nhà thôi, là bà con chòm sớm bu ra khoảng gần 200 người á, để chào đón thi thể của anh về. Rất là xúc động, nói thiệt luôn, lúc đó là tôi còn đứng hình luôn, không biết làm gì luôn. Vô là người nhà tất tần tật là tự động di quan, tự động rinh vô, tự động làm hết tần tật luôn, tôi còn không kịp làm gì luôn. Thì trong cái lúc mà tan gia bối rối đó thì có điều chi mà sơ sót đó, thì tôi cũng mong cả nhà thông cảm. Và đặc biệt một điều trong cái câu chuyện này ở nhà là con chạy xe trong hội cũng được không lâu nhưng mà cũng được mấy tháng rồi, con chở cũng khá là nhiều hoàn cảnh về tất cả mọi vùng miền, đặc biệt riêng gia đình tại đồng bào của nhà anh Quang này. Tôi rất là xúc động, bà con ở đây tiếp đón tụi con rất là nồng hậu. Từ cái ăn tới cái uống tới cái kể cả cái nước rửa tay luôn, bà con ở đây cũng phải nấu nước lên, nấu nước cái theo cái nước của người đồng bào ở trên đây á, là khi mỗi lần khi có đám tang á, người ta sẽ nấu một cái nước lá đó, người ta gọi là lá quế với lại gốc quế, xứ sở trên đây là xứ sở của quế, nấu ra cho tụi con để rửa tay rửa mặt xong ăn cơm ăn nước đồ, rồi ngồi chia sẻ cuộc sống của đồng bào trên đây, rồi chúng ta xem tụi con như là người nhà luôn vậy, hơn cả người nhà nữa. Nói chung là con thấy rất là biết ơn những người trên đây, thấy rất là tội luôn. Từ nào giờ con đi tới khoảng mấy chục ca rồi, không biết bao nhiêu ca, nhưng mà con thấy cái ca mà con đi về Yên Bái này con nhớ cả đời luôn cơ nha. Rồi đến đây nói chung là một từ diễn tả thôi, dễ thương thôi hả, không biết nói gì hết, nói thiệt luôn. Rồi trên đây nói cái dễ thương à. Ngoài hai từ đó không biết từ nào để diễn tả nữa. Rồi em đi về thấy hoàn cảnh gì vậy? Em mà có lái 30 tiếng em thấy mệt mỏi, về thấy gia đình đón tiếp như vậy em có thấy mệt mỏi nữa không em? Không, về đi thiệt, đi bết thiệt, 2000 cây số, 30 tiếng lấy xe, ngồi suốt trên xe không nghỉ ngơi luôn. Mà khi về thấy gia đình mà bà con dòng họ chụp sớm ra đón mình như vậy, thái độ phục vụ như vậy, mình nói chung là mình không cần thiết cái thái độ hay là bà con đón tiếp mình đồng hậu, chủ yếu là mình giúp bà con thôi. Nhưng mà về đây bất ngờ cái là bà con quá là nhiệt tình, làm chua tan cái mệt mỏi mất tiêu luôn. Nói thêm giờ cả quay về Sài Gòn đạp, quay về Sài Gòn quay ra nữa cũng như bình thường. Dán ok phải không? Nó giỡn cái kia nha. Chứ anh em tụi con á đi cái chặng đường này là 24/24 luôn mọi người, không có nghỉ. Có nghỉ chỉ là ghé lại ăn vô lót nhẹ để cho người nhà có sức, với anh em có sức để đưa linh cữu của anh Quang về tới nhà sớm nhất. Thì anh em hoạt động 24/24 là bất giới chạy khoảng 5 tiếng gì đó, 26 tiếng gì đó là sẽ đổi tài với em. Rồi em sẽ chạy khi nào mệt, khi nào mệt chạy, ai mệt cứ đổi. Dạ. Cho rồi. Người khác ngủ. Là hai anh em xuyên suốt như vậy cho tới về đây là hai anh em dự kiến là khoảng 35-36 tiếng mới tới. Nhưng mà thật là bất ngờ hai anh em chạy xuyên suốt như vậy tới đây chỉ có 30 tiếng thôi. Chung là cũng do anh Quang cũng đã phù hộ cho tất cả anh em. Dạ. Đi đường được suôn sẻ, không có gì bất trắc hết. Dạ. Nên dịp mà di chuyển về tới nhà anh khá là nhanh. Nói thật sự là bữa nay em cũng rất là xúc động. Khi mà xe mới về tới đầu hẻm thôi, như bác giới nói, xe mới về tới đầu hẻm thôi,
là em cầm, chính em cầm camera em chạy đi quay, là mọi người đứng đông thiệt là đông gàng trước đầu xe, em tưởng là có thể còn hơn là biểu tình luôn á mọi người. Nói một câu hơi biểu tình thì nó hơi quá đáng, chứ nó thật sự là rất là xúc động. Đi mọi người chào đón em, tụi em rất là nồng nhiệt. Khi xong xuôi công việc thì mọi người kêu tụi em ở lại dùng một miếng cơm, dù là đạm bạc nhưng mà rất là hạnh phúc. Đối với mang team đi chuyến này cũng rất là nhớ, cũng như Bất Giới là nhớ, chắc anh em kỷ niệm rất là sâu sắc với chuyến đi này và rất là hạnh phúc khi được người nhà đón tiếp rất là nồng hậu. Thì thôi tới đây anh em cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi, thì xin kính chúc mọi người, quý vị khán giả và các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước có một buổi tối của ngày 24/4/2021 thật là vui vẻ, đồng ấm bên gia đình và có một giấc ngủ thật là sâu. Và mọi người nhớ đăng ký ba kênh của Hội Thiện Nguyện BTS nha mọi người. Một là Hội Thiện Nguyện BTS, hai là Tám Sang Nhiều Chuyện. Trong kênh Tám Sang Nhiều Chuyện thì còn rất là nhiều câu chuyện hay và nhiều clip cho mọi người coi nha mọi người. Và ba là Chén Cơm Ấm Lòng. Mọi người đăng ký hoặc like thì giúp cho anh em tụi con có thêm một động lực, một giọt dầu để tụi con tiếp bước đi phục vụ cho bà con và giúp nhiều hoàn cảnh hơn nữa nha mọi người. Sau lại hai anh em con xin bye bye cả nhà và hẹn cả nhà trên chuyến xe không đồng của Hội Thiện Nguyện BTS với những hoàn cảnh khác nhau. Bye bye. Cả nhà hãy nhớ là đừng nên uống rượu bia khi lái xe nha cả nhà. Hãy nhớ điều đó nha cả nhà. Rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà. Chào cả nhà.